كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم. Và người Muslim phải đối xử như thế nào đối với những người không phải là người Muslim. لابد أن نفي لهم بالعهود، يعني لا نتعرض للكفار بالقتل بالتفجير بأخذ الأموال السرقة أو بالسب. نعم. Và chúng ta không được phép đối xử với họ giống như những gì mà những người khác đã đối xử với họ. Chúng ta không được phép giết họ. Chúng ta không được phép ăn cắp bất cứ những thứ gì từ họ hay là làm những thứ gây hại cho họ. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم. لا يمكن المسلم يشارك الكافر في أعيادهم في لباسهم. نعم. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng không được phép tham gia cùng với họ trên những cái gọi ví dụ như lễ hội hay là những cái tín ngưỡng, những cái công cuộc tôn thờ của họ. نعاملهم بحسن الخلق. Và chúng ta phải đối xử với họ bằng một cái đạo đức tốt đẹp. نتعامل معهم في البيع والشراء. Chúng ta đối xử với họ, chúng ta gọi là liên kết với họ. ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. Và chúng ta kêu gọi họ đến với việc tôn thờ duy nhất của Allah duy nhất. لابد أن نحب لغير المسلمين الخير وكل الخير في أنهم يدخلوا في الإسلام. Và bắt buộc chúng ta phải luôn mong muốn tất cả những điều tốt đẹp đều cùng phải đến với những người không phải là người Muslim, và cũng bởi vì những lý do đó có thể họ sẽ bước vào tôn giáo Islam của chúng ta. ونحن والله نخاف عليهم من النار. Và chúng ta cũng sợ, chúng ta cũng lo lắng khi mà chứng kiến cảnh họ phải bước vào khỏi ngục của Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muslim yuhibb al-khayr li kulli an-nas. Người Muslim luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Yata'amal al-Muslim bi husn al-khuluq. Người Muslim đối đãi với tất cả mọi người bằng những đạo đức tốt đẹp nhất.